tin tang công kỳ hôm nay rộng ràng. Hiếm dắt con dâu về nơi sớm, tên sớm dưới ai nấy cũng vui mừng. Còn cha anh cũng nói với anh, tụi mày cưới nhau đi mối thức để tao ra duyên, tao mang theo chầu cao rước con dâu ngoan về nhà thiệp mời là xong. Quyết định làm đám cưới thôi, họ hàng hai bên chấp nhận thì mình tới luôn. Lòng thì nôn nao đón chờ ngày qua rước dâu, không gì một mai chúng mình sẽ là của nhau. Một hai ba vô cuối bia đi bạn ơi, lớn bia đi bạn ơi, cứ nhấp môi nãy giờ. Rồi em ở đây cho tao nhìn thấy, tao lo cho tôi bay trời hết đêm nay rồi về. Hôm nay ngồi đây hứa với cha mẹ xây dựng mái ấm con cháu sớm dậy. Khi đến tương lai hết ngày hôm nay con xin khép lại. Một hai ba vô cuối bia đi bạn ơi, lớn bia đi bạn ơi, cứ nhấp môi nãy giờ. Rồi em ở đây cho tao nhìn thấy, tao lo cho tôi bay trời hết đêm nay rồi về. Tan 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 cùng kỷ hôm nay rồi, thêm dắt con dâu về nơi sớm tên sớm như ai nấy cũng vui mừng. Còn cha anh con nói với anh, tụi mình cưới nhau